Xin chào các bạn, cùng trở lại với F8. Và ở trong bài học này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi thực hành sử dụng cái thư viện của chúng ta để xây dựng những cái layout mà mình để sẵn ở đây. Thì trong bài này chúng ta sẽ đi cái layout này là thứ nhất và cái layout này là thứ hai các bạn nhé. Đây, cái layout phần sản phẩm ảnh đây này. Thì chúng ta sẽ không phải là đi CS tất cả những cái bên trong mà chúng ta chỉ đi dựng cái khung layout thôi, tức là cái bố cục thôi các bạn nhé, để cho các bạn biết được cái sức mạnh của cái thư viện của chúng ta thôi. Thì ở trong lần đầu ấy, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng cái bố cục dạng list như này, một dạng danh sách sản phẩm như này. Và bên trên một hàng ngang có tối đa là 4 sản phẩm các bạn nhé. Thì việc số 1 ấy là các bạn cứ đi xác định được cái layout như vậy, thì các bạn cứ đi tạo cái thằng grid chúng ta. Layout 1002 thì cứ nhớ giúp mình là grid.y, được chưa ạ? Nếu không có y nó sẽ full hết màn hình. Sau đó là có cái row đúng không? Bên trong là chứa 4 sản phẩm đúng không các bạn? Đây, trong này là có 4 sản phẩm thì chúng ta lấy 12, theo cái nguyên tắc 12 cột của chúng ta, chia cho số cột mà muốn hiển thị thực tế là 4 cột thì 12 chia 4 bằng 3. Và đây là máy vi tính thì nên là sẽ sử dụng cái class là chữ L đúng không? Thì sẽ có nghĩa là L3 đúng không ạ? Thì đây mình sẽ đi tạo nhanh bằng MS nhé. Cái cú pháp viết kiểu này là MS này. Chấm chấm gì nhỉ? Chấm chúng ta có một thằng call này. Chấm L5. À xin lỗi các bạn, L3 đúng không? L3 này có 4 thằng đúng không? Nhân 4. Bên trong thì dùng cái dấu ngoặc này. Dấu lớn hơn này, bên trong nó có class tên là item, bởi vì mình đã CS sẵn một cái thằng item ở đây rồi, nó có màu rồi, nó cho dễ nhìn. Sau trong thằng item thì mình lại muốn là có một cái chữ tên là item và có cái số nó tự tăng dần 1 2 3 4, thì mình dùng cái dấu đô la vào đây, tap một cái. Đó, rất là nhanh đúng không? Cái thằng đấy nó gọi là MS các bạn nhé, các bạn tự tìm hiểu MS trong VS Code nhé. Đó, xong rồi, các bạn thấy không? Rất là nhanh, dễ dàng tạo ra được cái layout này. Còn cái viên của thằng này này, giữa hai sản phẩm của nó ấy, nó mỏng hơn như này ấy, còn của chúng ta nó dày hơn như này ấy, thì nó do cái đường guard của chúng ta thôi. Nếu mà các bạn sử dụng cái thư viện Grid CS này để đi làm một cái trang web nó mỏng mỏng như này thì các bạn sửa lại ở trong thư viện nhé, sửa lại cái giá trị padding với cả margin âm ở giữa các cột là được các bạn nhé. Rồi thì bây giờ trên mobile, trên tablet mình muốn có hai sản phẩm thôi thì làm như nào? Đây, nó đang lỗi đây, bởi vì chúng ta chưa cho cái class của thằng tablet đúng không? Rồi thì bây giờ tablet là mình sẽ là m đúng không, m6 rồi chia hai ra đúng không? Đó, ok. Và cuối cùng là trên smartphone thì sẽ là C12, lưu lại. Đó, ok, rất là dễ dàng để chia layout đúng không? Các bạn nhìn này, chạy ngon lành luôn. Đó, việc của các bạn bây giờ là đi viết content nó vào CS cho nó mà thôi, đúng không? Rồi, thì bây giờ xong cái layout thứ nhất, đến cái layout thứ hai, tắt cái thằng thứ nhất đỡ vướng này. Layout thứ hai này thì mình nhìn qua một cái là thấy gì đây? Nó giới hạn ở đường bên này, có nghĩa là bằng này các bạn đo ra sẽ là 1200 pixel. Chia đôi màn hình ra thì ở giữa đây nó là, nếu mà chia đôi ở giữa đây, thằng ảnh một nửa và thằng info thông tin này một nửa, thì có nghĩa là mỗi bên là sẽ là 6 bằng 6 cột đúng không? Nhưng mình thấy nó lệch lệch giai đoạn bên này cơ. Thế nên mình có thể đoán được là bên này là 5 cột và bên này là 7 cột, tổng là 12. Đấy, thì nếu mà các bạn đi làm ấy, trong cái thiết kế của các bạn có thể nó sẽ nói rõ là mấy cột rồi. Còn đây là chúng ta đang đi nhìn một cái ảnh để làm chẳng hạn, thì các bạn có thể dựa trên những cái kỹ năng của chúng ta quan sát để chúng ta đoán nhé. Thì bây giờ mình sẽ xong thằng này rồi. Mình sẽ bỏ thằng này đi. Thằng này nó được gọi là thằng gì? Thằng cột thứ nhất nó gọi là cột chứa ảnh đúng không? Mình gọi nó là image nhá, nó đại diện cho cái cột bên trái đây, được chưa? Sau đó là mình sẽ sửa lại cái giá trị cho nó ở trên PC thôi đã. PC là 5, được chưa? Và sẽ có một cái cột bên cạnh là 7. Cột bên cạnh nó chứa cái info sản phẩm nên mình gọi tắt là info thôi, bên này là 7. Lưu lại. Rồi, quá tuyệt vời luôn, rất là nhanh. Các bạn thấy không? Bây giờ cái việc là viết ảnh, viết nội dung, chữ trước các thứ vào thì các bạn, việc của các bạn đi viết vào, nó viết vào bên trong thằng item nhá. Hãy luôn nhớ là ở bên trong cái thằng call này các bạn có một cái thẻ div khác để mà các bạn viết nội dung của các bạn trong này nhá. Và các bạn tránh CSS vào đây, được chưa? Để tránh nó bị reset những cái thuộc tính CSS của thư viện, được chưa? Rồi, thì bây giờ này, quá là nhanh luôn, đúng không? Thì bây giờ giả dụ nhá, trên tablet. Trên tablet thì sao ạ? Trên tablet mà mình lại muốn là cũng như thế này đi, bây giờ kéo vào tablet xem nào. Đó, nó lỗi thì bây giờ cũng như này đi, thì tablet nó sẽ là m gạch ngang ở đây, để mình copy lại thằng này cho nó đỡ phải gõ lại số, m gạch ngang 5 và 7 đó, được chưa? Và bây giờ gì, trên smartphone thì muốn là sao, 12 đi, chiếm hết lên đó. Thì các bạn để ý một số cái giao diện web ấy thì nó có cái gọi là ban trên 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 PC thì nhìn ảnh ở đây và thông tin sản phẩm ở đây. Nhưng khi lên trên smartphone ấy, lên trên mobile ấy, các bạn thấy không? Ảnh nó đẩy lên trên và cái thông tin của sản phẩm nó đẩy xuống dưới. Đó, thì các bạn có thể nhìn thấy rằng là chúng ta có thể làm rất là dễ dàng với cái thư viện của chúng ta đúng không? Ngoài ra nhé, các bạn để ý này. Trong cái phần bên này, nó lại có những cái phần nội dung kiểu bình thường như này. Thì các bạn cứ code như bình thường thôi, CSS như bình thường nó sẽ ra. Cái mấu chốt là chúng ta đã tạo ra được cái vỏ bọc cho nó để giúp nó tự responsive luôn, được chưa? Còn cái việc mà các bạn lại nhìn thấy rằng là trong cái layout này nó lại có một cái gì đó có thể sử dụng lại thằng grid này thì các bạn tận dụng ngay. Ví dụ như kéo xuống này, nhận thấy không?
7 ngày trả hàng 100 cái gì chính hãng đây và miễn phí vận chuyển đây. Rõ ràng các bạn quy chỗ này ra này, quy ra. Nó là con thằng info nhá. Đây này, nó là con thằng info này. Được chưa? Nó nằm ở góc bên này. Đó, nó có ba cái chữ như thế này. Nằm đều nhau, rõ ràng là đây là 12 chia cho 3 bằng 4 thì có nghĩa là có một cái row bên trong và có ba cái column. Mỗi column là chữ L4 đúng không? Làm thử luôn nào. Trong info nhá. Trong info đúng không? Đây đây, cẩn thận nhầm nhá, trong info đấy. Đấy, trong cái thằng info item này này. Đấy, thì chúng ta sẽ có một cái thằng row. Đó, nguyên tắc là phải có row sau đó mới đến column được. Column nó luôn là con trực tiếp của row. Trong này mình sẽ có col trừ L4 và nhân với 3, đúng không? Bên trong thì mình sẽ có gọi là có một cái thẻ tên là item. Và có cái những item này nó sẽ bị ăn cái CSS bên này nên nó sẽ bị lỗi, các bạn sẽ không nhìn được đâu. Thế thôi, mình gọi là có một cái thẻ div và thêm một cái chữ vào, đúng không? Cái chữ gì đó nhá. Đây, something gì đó, được chưa? Rồi, tab này, lưu lại. Đó các bạn thấy không? Nó chia đều làm ba luôn đấy. Chẳng qua là cái CSS ở đây là do mình đang CSS cái line 2 này cao quá. Cái line 2 thế này. Mình đang CSS cái line 2 ở bên thằng item này nó cao quá thế nên nó đánh bay đi thôi. Đó, thực chất là nó sẽ nằm ở bên dưới nhá. Font size mình cũng đang để to thôi, nhưng mình muốn nói với các bạn rằng là do mình đang để cái font size to thế nên là vậy. Chứ các bạn nhìn thế này sẽ chia làm 3 ô bằng nhau luôn cho các bạn xem. L4 này, đây các bạn nhìn thấy không? Ô này nhá. Ô này và ô này. Đó. À nhưng nó không chiếm hết được đúng không các bạn thấy không? Row này. 4312 1 này, 2 này, 3 này. Xem tại sao mà 4312 đúng không? 4 à sai class trời ạ. Sai class các bạn ơi, xin lỗi các bạn. Đây, cái chỗ này nó phải cách ra. Cách ra như này. Ở đây. Cô này và chữ L ở đây cơ. Đó. À nhầm. Đây, bỏ chữ L đi. Đó. Chắc là các bạn nhìn thấy từ trước rồi đúng không? Đấy, nhưng các bạn không bảo mình gì cả. Đấy các bạn nhìn này. Đó, bao bằng nhau rồi thì việc của chúng ta là gì? Chỉ có gọi là đi CSS thôi, đúng không? Chỉnh lại font size. Font size các thứ màu đen thêm icon vào thôi các bạn nhé. Border top này thôi là tự thêm vào, đúng không? Rồi, thì ok. Thì đó là cái cách mà các bạn chia layout. Nó rất là dễ dàng. Ở phía sau chúng ta sẽ đi tiếp sang cái layout nó khó hơn các bạn nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã đón xem. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn.